Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đẹp Thôi Công Nghệ Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ có một số cái lưu ý để mà khi mà các bạn ôn thi trên kênh YouTube Đẹp Thôi Công Nghệ Thực Phẩm của tôi á, thì các bạn sẽ được điểm cao nhất nha. Và các bạn, thì một số lưu ý là bản quyền của tất cả video á sẽ thuộc về kênh YouTube Đẹp Thôi Công Nghệ Thực Phẩm. Có thể đăng trên kênh TikTok Tô Thành Đạt Công Nghệ Thực Phẩm hoặc là trang web giáo dục Adobe Đạt Tô Công Nghệ Thực Phẩm .adobe.com. Và các bạn sẽ cái bản quyền á, tôi đã đăng ký sở hữu bản quyền ở cục sở hữu trí tuệ, cho nên là các bạn sẽ không tải và các bạn không re-up và các bạn cũng không được nhúng sang trang web khác nha. Về các hành vi như là tải video xuống, chia sẻ nha, tải video xuống nè, re-up trên kênh YouTube khác hoặc là nhúng sang trang web khác đều là vi phạm bản quyền và tôi có thể kiện các bạn đến luật ha. Rồi khi mà lưu ý ôn thi á, thì cái kênh YouTube của tôi chỉ ôn kênh ôn thi tổng hợp lại các cái kiến thức các bạn cần phải biết nè và sẽ ôn lại cái sườn bài để cho các bạn nắm bài thôi, chứ không có ôn trúng cái đề thi 100% được nha. Các bạn chỉ cần nên tham khảo thôi và các bạn chỉ tham khảo để nhớ bài để thôi. Nhiều khi các bạn nghĩ lâu quá các bạn quên bài ha. Và những cái câu mà trắc nghiệm mà tôi chiếu cho các bạn á, nó chỉ có mang cái tính chất tham khảo thôi để các bạn nhớ lại, các bạn có thể thấy được cái dạng câu hỏi trắc nghiệm người ta sẽ cho như thế nào. Tôi chỉ cho các bạn cái dạng thôi chứ tôi sẽ không có lấy cái đề thi mà tôi cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không nên học tủ nè. Tại vì tôi đâu có ra đề thi đâu mà tôi biết được cái đề thi nó như thế nào mà tôi cho các bạn xem, đúng không? Bạn thông cảm, bữa nay tôi bị bệnh, bị ho hôm qua giờ. Rồi một cái nữa đó chính là tôi các môn học á, bây giờ tôi đã ra trường, tôi đi làm rồi, cho nên là các cái kiến thức của tôi nó các đụng tới các môn học ít nhất là 1 năm và nhiều nhất cũng là 4 năm rồi, cho nên là có một số cái tôi sẽ bị quên ha. Một số cái tôi có thể bị sai sót thì các bạn có thể tự xem mà tự sửa lại giùm tôi nha. Tôi không có nói là lúc nào tôi cũng đúng 100% nha các bạn nha. Tại vì tôi ra trường rồi nhưng mà tôi vẫn nhớ bài này để tôi dạy là một cái điều cũng là hơi, nó trí nhớ cũng hơi dai á. Và tiếp theo, và một cái nữa là cái chương trình học của các bạn đã bị thay đổi. Tôi là từ khóa 11, cái chương trình nó sẽ có thể giống với khóa 12 thôi. Còn từ khóa 13, 14, 15 trở đi là cái chương trình học của các bạn đã bị thay đổi. Cho nên là cái vụ hồi đó tôi học môn là môn dinh dưỡng, tôi ôn thi là môn dinh dưỡng. Còn bây giờ các bạn học là môn dinh dưỡng người, sau đó các bạn thi môn dinh dưỡng người, thì các bạn lại lấy cái đề ôn dinh dưỡng các bạn ôn. Mà các bạn quên rằng hồi đó tôi học là dinh dưỡng, còn các bạn đã thay đổi chương trình là dinh dưỡng người ha. Với lại cái số tín chỉ hồi đó, ví dụ môn công nghệ chế biến thực phẩm tôi học 3 tín chỉ, là còn bây giờ các bạn đã đổi thành môn các quá trình trong công nghệ thực phẩm, chỉ còn 2 tín chỉ thôi. Cho nên là có nhiều cái nó sẽ bị thay đổi, cho nên là cái ngân hàng đề nó cũng thay đổi theo. Cho nên là các bạn lưu ý về vấn đề đổi chương trình. Và cũng như là hàng năm thì cái câu hỏi á sẽ được bổ sung thêm khoảng 30-50% câu hỏi mới cho cái ngân hàng đề trắc nghiệm nha. Cho nên là cái việc mà tôi ôn không trúng là chuyện bình thường. Còn nếu mà tôi ôn trúng á, thì tôi đâu có dạy free cho các bạn, đâu có dạy miễn phí cho các bạn, đúng không? Nếu mà tôi ôn trúng là tôi dạy, tôi mở một lớp khoảng từ 500.000 đến 1 triệu để tôi dạy rồi. Cho nên là cái vấn đề tôi ôn trúng hay không á, thì các bạn không có, các bạn chỉ xem tham khảo thôi nha. Bạn nào mà học tủ thì bị tủ đè ráng mà chịu. Và đặc biệt các bạn không nên đem các tài liệu của tôi ra ngoài tiệm photo, linh kiện, điện tử đờ hắt phía sau cổng trường. Và các bạn cũng không nên mua file ở đó, tại vì file đó là nó tổng hợp từ khoảng 6-7 năm gì trước rồi. Cho nên là cái ngân hàng đề nó bị thay đổi ha. Cái tiệm nó cũng hay nữa các bạn, trên kênh YouTube tôi có file gì là ra ngoài đó có file cho nó hết. Sau này tôi sẽ kiện về vấn đề bản quyền.
của cái tiệm đó. Và khi mà đi thi á, các bạn nên học trong sách và slide là chắc chắn nhất nha. Và các bạn sẽ học theo giảng viên hướng dẫn. Giảng viên hướng dẫn, ví dụ cùng một thầy luôn. Nhưng mà năm trước á, thầy dạy tôi theo cách đó. Nhưng mà thầy dạy xong thầy thấy sai mà thầy không có sự chịu sửa. Cho nên là tôi học theo thầy là tôi cũng bị sai theo. Được chưa? Cái năm nay thầy đã phát hiện ra lỗi sai của thầy và thầy đã sửa. Cái tôi thì tôi sẽ đi theo cái cách dạy của cũ của thầy. Còn năm nay nó sẽ là cái cách dạy mới. Cho nên là các bạn sẽ học theo giảng viên hướng dẫn nha. Học theo giảng viên hướng dẫn. Và khi đi thi á, các bạn sẽ học trong sách và slide nó chắc chắn đúng 100%. Ở quên, sẽ có 20% câu hỏi ngoài sách và slide nha. Cái câu hỏi ngoài chương trình học, câu hỏi dạng nâng cao á, các bạn học sách và slide chỉ được 8 điểm thôi, còn 2 điểm á, nó sẽ nằm ở bên ngoài. Được chưa? Và những cái câu hỏi bổ sung, cái câu hỏi giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề gì đó, vân vân. Và một điều nữa là tại vì tôi đã đi làm rồi cho nên là có nhiều cái mà tôi bị quên. Và nhiều cái kiến thức mà tôi không có được cập nhật thêm, cập nhật liên tục quá. Tại vì các thầy cô sẽ đổi mới chương trình liên tục để phù hợp. Cho nên là nếu mà các bạn thấy kênh có thiếu sót gì thì các bạn vui lòng liên hệ mail tothanhdạt0306@gmail.com nha. Để có gì tôi chỉnh sửa lại. Và lời cuối cùng là tôi sẽ chúc cho các bạn thi tốt. Đặc biệt các bạn đã đăng ký gói hội viên của tôi là thi 8, 9, 10 điểm hết nha. Rồi, good luck. Nếu các bạn thấy kênh của tôi hay thì các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau nha. Bye bye.